Top game mobile mới ra mắt được tìm kiếm nhiều nhất tháng 8 năm 2022. Chào anh em, Sub Game đã quay trở lại rồi đây. Sau top những game mobile sinh tồn thế giới mở được rất nhiều anh em ủng hộ, thì ngày hôm nay Sub Game tiếp tục giới thiệu đến với anh em game thủ những tựa game mới ra mắt được tìm kiếm nhiều nhất trong tháng 8 vừa qua. Mà đã nói là được tìm kiếm nhiều nhất thì chắc chắn những tựa game này phải có những yếu tố vô cùng đặc biệt và nổi bật hơn cả mới khiến cho cộng đồng game chao đảo và ai cũng tìm kiếm như vậy. Anh em hãy cùng Sub Game điểm lại một số tựa game đình đám ngay sau đây nha. Nếu là một game thủ đam mê những tựa game chiến thuật căng não thì hẳn anh em đã từng nghe qua siêu phẩm RTS chiến thuật Gacha nhà Netmarble với cái tên Grand Cross W. Giới thiệu sơ qua với những anh em chưa rõ thì Grand Cross W là một tựa game đa nền tảng với có thể chơi trên cả mobile và PC. Sau khi hoàn thiện thì game sẽ có cả phiên bản Hàn Quốc lẫn bản quốc tế cho mọi game thủ đều có thể tham gia. Như đã nói ở trên thì Grand Cross W thuộc cả loại RTS. Anh em sẽ vào vai một người chỉ huy của vùng lãnh thổ, cố gắng tập trung quân đội và huấn luyện họ trở thành một đội quân hùng mạnh. Sau khi đã có trong tay một vài binh đoàn mạnh mẽ, ngoài việc giữ vững phòng thủ thì anh em còn có thể chinh phạt những vùng đất khác xung quanh quân lãnh thổ để mở rộng lãnh địa của mình. Điểm làm cho mình khá ấn tượng đó là khả năng PvP trong game khá cao. Điều này được thấy rõ ở việc hai bên giáp chiến, đối chọi và tấn công nhau vô cùng khốc liệt và căng thẳng. Những trận đấu ngày càng nảy lửa và sẽ khiến anh em bị cuốn hút không khác gì một cuộc chiến đầy mưu kế trong tam quốc. Bên cạnh đó thì điểm đặc sắc của Grand Cross W so với những con game cùng thể loại khác đó là các trận chiến trong game sẽ được chiến đấu vào thời gian thực, ở cả trên không gian và dưới mặt đất. Anh em game thủ có thể thoải mái lựa chọn chế độ đơn, chế độ đấu đội hay chế độ đấu bang hội. Với nền đồ họa đẹp mắt, được xây dựng theo phong cách anime đang rất được ưa chuộng, đem lại sự gần gũi, thích thú cho mọi game thủ. Mặc dù đang trong quá trình phát triển và hoàn thiện, nhưng nhìn chung thì Grand Cross W là một trải nghiệm rất đáng để thử. Thứ hai là một game thuộc thể loại hành động nhập vai đến từ thế giới Asobimo với cái tên Internal Kingdom Battle Peak. Internal Kingdom Battle Peak nổi bật với thế giới mở rất rộng lớn, cùng đồ họa đẹp mắt cho anh em thoải mái khám phá. Điểm nổi bật đầu tiên của tựa game chính là một nền đồ họa sống động vô cùng đẹp mắt. Các chi tiết môi trường, nhân vật, các NPC và những con quái vật được Asobimo chăm chút và đầu tư. Bên cạnh đó thì game cũng có thêm cả yếu tố ngày và đêm, thời tiết, quang cảnh thế giới ở trong game sẽ thay đổi tùy theo lúc, đảm bảo mang lại một trải nghiệm chỉnh chu nhất cho các game thủ khi khám phá thế giới chiến đấu ở một thế giới rộng lớn với phong cách fantasy này. Ngoài ra thì các hiệu ứng kỹ năng, đòn đánh cũng được tạo hình rất đẹp mắt, mang lại cảm giác thỏa mãn cho game thủ. Những chi tiết âm thanh ồn ào của các thị trấn, thành phố, nền nhạc bí ẩn khi đang trong một khu rừng hòa quyện chung với nền đồ họa đặc sắc là một trải nghiệm nghe nhìn phải nói là rất ấn tượng. Trong Internal Kingdom Battle Pig có sự phân chia class nhưng tựa game không hề có sự gò bó trong phong cách chiến đấu của tầng lớp nhân vật. Game thủ có thể thoải mái sáng tạo phong cách chiến đấu cho riêng mình, tận dụng thế mạnh hay bù đắp vào điểm yếu của từng class, qua đó điều khiển trận đấu theo ý muốn của mình. Ngoài tính năng PvE Jungeon, PvP The Sea sẽ có cả đấu trường lên đến 200 người tham gia. Anh em có thể cùng đồng đội chiến đấu hết mình để nhận những phần thưởng vô cùng xứng đáng. Tiếp đến là một tựa game nhập vai nhàn rỗi RPG do Puzzala phát hành có tên Wilderness Fantasy. Wilderness Fantasy nghe là đã thấy quen thuộc phải không nào? Đây là một tựa game nhập vai thế giới mở. Anh em có thể chọn trở thành một hiệp sĩ danh dự của bàn tròn hoặc trở thành một thợ săn quỷ ngỗ ngược khi khám phá thế giới Wilderness Fantasy tuyệt đẹp. Game sở hữu hệ thống gameplay phong phú, đặc biệt nổi bật là các bản đồ chiến dịch PvE khổng lồ. Các đấu trường PvP giúp đưa bạn đến những thứ hạng cao trên bảng xếp hạng và các trận chiến gia tộc Alliance War kịch tính nhằm giành lấy vinh quang. Khi tham gia vào Wilderness Fantasy, anh em sẽ được phép tùy chỉnh cá tính và diện mạo của nhân vật. Các đặc điểm tính cách tốt hay xấu đều có thể được phát triển hoặc ảnh hưởng dựa trên các quyết định của anh em, cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến kết quả của cả vô hành trình. Bên cạnh việc xây dựng đội hình thì không thể không thiếu những con boss khổng lồ như rồng thần hung dữ. Anh em sẽ thu phục và chiêu mộ chúng trở thành những người đồng hành trung thành, biến chúng thành thứ vũ khí bí mật trong chiến đấu để vươn lên đỉnh cao. Hãy lập nhóm với bạn bè trên khắp thế giới và cùng nhau khám phá thế giới thần tiên Wilderness Fantasy. Game hứa hẹn sẽ không làm anh em thất vọng. Đứng ở vị trí thứ tư, Suckerbird Idea là tựa game nhập vai mới của Mobirix sau rất nhiều trò chơi được yêu thích như là thế giới Football League, lưỡi cầu, mô phỏng giao thông và lái xe, Pizza Pro 3 quả bóng, 4 quả bóng hay phá gạch nhiệm vụ, vân vân. Đến với Suckerbird Idea, một trò chơi nhập vai vô cùng hấp dẫn, nơi bạn có thể tham gia hồi phục sức mạnh của những con quỷ rải rác khắp trên sân khấu vào gục tối. Bắt đầu cuộc hành trình để phục hồi thần quen thuộc, anh em sẽ dễ dàng thưởng thức game nhập vai 3D nhàn rỗi, hệ thống chiến đấu chặt chém dễ dàng bằng cách sử dụng giáo. Game có hệ thống kỹ năng được thông qua sự lớn lên của Kid Demon. Hơn 100 loại hệ thống đồng hành sử dụng các kỹ năng khác nhau thúc đẩy và phát triển Kid Demon bằng cách sử dụng các thiết bị, hệ thống xếp hạng với cạnh tranh thời gian thực đảm bảo cả quá trình chơi đầy kịch tính. Tóm lại, Suckerbird Idea có những điểm cộng mà anh em không thể không trải nghiệm như đồ họa 3D đẹp mắt, tạo hình nhân vật độc đáo, gợi cảm,
âm thanh sống động, lối chơi đơn giản, nhàn rỗi và nhạc nền kịch tính cho người chơi khi trải nghiệm. Anh em game thủ, nếu là người chơi hệ đam mê robot thì không thể bỏ qua Quantum Maki, tựa game mobile thuộc thể loại nhập vai hành động được xây dựng bởi đội ngũ Ifan đến từ Nhật Bản. Lấy bối cảnh trong một thế giới khoa học kỹ thuật hiện đại mang đậm màu sắc giả tưởng, cốt truyện của Quantum Maki diễn ra vào những năm 2033, khi mà nhân loại đã có những bước tiến lớn về mặt công nghệ. Hàng loạt những vũ khí tối tân được tạo ra và sử dụng cho những cuộc xung đột vũ trang. Trong vai trò là một người lãnh đạo và dẫn dắt đội quân Raider và những siêu robot được gọi là Quantum Maki, anh em game thủ sẽ có nhiệm vụ chiến đấu chống lại các thế lực thù địch và ngăn cản sự xâm lược của bè lũ đế quốc. Thực sự mà nói thì Quantum Maki sẽ một nền đồ họa 3D khá ấn tượng, với điểm nhấn chính xoay quanh hệ thống nhân vật đa dạng được khắc họa theo phong cách anime. Khi chơi, anh em sẽ vừa cảm nhận được sự sinh động, hiện đại của thế giới tương lai qua các bộ giáp robot đầy tân tiến, vừa cảm nhận được sự khốc liệt của chiến tranh qua các hiệu ứng âm thanh cháy nổ cực kỳ hoành tráng trong trận chiến. Quantum Maki sử dụng cơ chế điều khiển joystick ảo thân thiện để kết hợp với góc nhìn từ trên xuống, giúp người chơi có cái nhìn bao quát nhất về chiến trường, từ đó có thể dễ dàng quan sát và xử lý các tình huống xoay quanh nhân vật của mình. Ngoài ra, các trận chiến ở trong game thường có nhịp độ khá nhanh, nên anh em sẽ cần phải có một sự tập trung nhất định để có thể giành lấy chiến thắng trước kẻ thù. Nhìn chung, với những gì mà Quantum Maki sở hữu, từ đồ họa cốt truyện cho đến lối chơi, thì tựa game này hoàn toàn có thể trở thành một siêu phẩm game mobile thực thụ trong tương lai. Và so sánh với những cái tên siêu phẩm đình đám khác như Punishing, Grey Raven hay Honkai Impact. Sau khi kết thúc bản thử nghiệm Closed Beta đầu tiên, tựa game này đã được ra mắt chính thức tại quê nhà trên cả hai nền tảng Android và iOS. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có bất kỳ thông tin nào về phiên bản quốc tế của Quantum Maki, nên để trải nghiệm tựa game này thì anh em có thể chuyển đổi IP sang Nhật. Sau Nhật Bản là một tựa game chiến thuật nhập vai thế giới mở đến từ Hàn Quốc với cái tên Silent Soul M. Silent Soul M được phát triển bởi nhà phát hành Pang Sky. Tựa game sẽ có cốt truyện dựa theo bộ tiểu thuyết gốc là Võ Hiệp Truyền Kỳ. Đây sẽ là tựa game MMORPG tái hiện lại những hình ảnh của bộ truyện. Game mang đến cho người chơi một lượng nhân vật khủng với đa dạng chiêu thức sẽ khiến cho trải nghiệm của game thủ không bao giờ nhàm chán. Là một tựa game sử dụng từ ngoại hình cho đến các vật phẩm đều có xu hướng cổ điển. Trong game, người chơi sẽ được hóa thân thành các nhân vật cổ trang để chiến đấu. Ngoại hình của các nhân vật ở trong game được nhà phát hành đầu tư chi tiết khiến các nhân vật trở nên đẹp mắt và sống động. Game có hai chế độ chơi, PvP và PvE. Anh em sẽ được chiến đấu với những game thủ khác trên thế giới trong chế độ PvP. Ngoài ra cũng có thể trải nghiệm chế độ PvE để thực hiện nhiệm vụ và thu nhập phần thưởng. Trong chế độ này, anh em còn có thể khám phá cốt truyện của trò chơi. Silent Soul M hiện tại đã mở đăng ký trước trên nền tảng Android. Với cốt truyện võ hiệp truyền kỳ kết hợp với đồ họa bắt mắt thì tựa game này sẽ thực sự không làm cho giới game thủ thất vọng khi ra mắt chính thức. Hiện tại, khi đăng ký trước và đăng nhập vào game, anh em còn có thể nhận được những phần thưởng khi đăng nhập lần đầu tiên. Trên đây là 6 tựa game mới ra mắt được tìm kiếm nhiều nhất trong tháng 8 vừa rồi, thậm chí đã có rất nhiều game thủ đã từng chơi qua một số con game. Anh em có thể comment chia sẻ những cảm nhận thực tế trong những tựa game này nha. Với những chiếc game chưa ra mắt thì Sub Game sẽ thường xuyên cập nhật thông tin của game để anh em có thể kịp thời trở thành người đầu tiên có thể trải nghiệm khi game có bản ra mắt chính thức. Video đến đây là hết rồi. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Bye!